Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì nó không liên quan lắm đến điện thoại, nhưng mà nó lại liên quan đến Xiaomi và lại liên quan đến một cái sự việc rất là quan trọng trong thời gian gần đây, đó là dịch viêm phổi cấp nCoV đấy, xuất phát từ Trung Quốc. Thực ra là mình quan điểm đấy là cái dịch viêm phổi thì chúng ta phải cẩn thận, phải đề phòng và chúng ta phải tự bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá hoang mang và đặc biệt là không nên để một số những cái kẻ xấu ở trên mạng nó lợi dụng, nó tung những tin đồn thất thiệt. Bởi vì các bạn biết ý, là Facebook hay mình gọi là Facebook ý, thậm chí là có một số người nổi tiếng ở trên mạng nhưng mà kiến thức thì chả có một tí gì cả, toàn nghe những thông tin ở đâu 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 xong rồi tung những tin đồn thất thiệt lên. Đấy là những điều rất vớ vẩn đấy. Nên là mình nghĩ là như này này, phòng bệnh là rất tốt và tự bảo vệ bản thân là rất tốt, tuy nhiên là không nên quá hoang mang đấy, vì chúng ta hoang mang chúng ta chả giải quyết vấn đề gì cả đấy. Rồi bây giờ quay trở lại với cái khẩu trang của Xiaomi này, thì mình có tham khảo một cái khẩu trang 4 lớp của Xiaomi, nó gọi là AirPop, ở trên mạng đang bán với mức giá là khoảng 200-250 ở trên Tiki ý. Các bạn search là nó ra đầy thôi đấy. Thì cái khẩu trang này thì mình đánh giá là đây là một trong những khẩu trang tương đối tốt, nó sẽ có một cái chất liệu nó thân thiện với cả da đấy. Chúng ta sẽ có một cái khẩu trang mà hình dáng tương đối thon gọn và nó rất là sát về mũi này. Cái khẩu trang này thì mình nghĩ là nó sẽ chống bụi mịn tương đối tốt ấy, bởi vì là nó có thêm cả 4 lớp bảo vệ nữa và nó sẽ có thể tạo ra những cái bộ lọc về không khí nó hiệu quả hơn, ngăn chặn phấn hoa, ngăn chặn bụi mịn đấy, và nó có thể gập lại sử dụng dễ dàng và tính di động của nó rất là cao đấy. Và nó cũng sẽ có cái phần móc ở trên tai này, nó tương đối là mềm và dẻo, nó đàn hồi, nó sẽ không, nó không khiến cho cái tai của chúng ta bị đau khi chúng ta đeo lâu. Tuy nhiên là cái khẩu trang này thì các bạn cần phải chú ý, đấy là đây là cái khẩu trang chúng ta đeo nhiều lần chứ không phải là khẩu trang đeo một lần, nên là cái chi phí của nó rất là cao. Còn lại nếu các bạn muốn chống cái virus nCoV bây giờ thì như mình có thấy một số bác sĩ ở trên mạng họ chia sẻ, đấy là khẩu trang thì chúng ta sẽ nên sử dụng cái khẩu trang một lần. Thứ nhất đó là cái chi phí của nó, giá nó cũng rẻ đấy. Ngày trước nó chỉ có 1.000 một cái thôi đấy, nhưng bây giờ là một số những cái cửa hàng bán hàng thất đức là họ đã tăng lên thành 5.000 một cái rồi đấy. Một hộp 50 cái là họ tính là 250 đấy đấy. Nhưng mà thôi, nếu mà tính ra chi phí trên từng cái thì nó cũng rất là rẻ, nó chỉ rơi khoảng 5.000 cái thôi, cùng lắm nên họ đội giá lên 5.000 thì 5.000 cái chúng ta đeo vào. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng một lần thôi nhá, các bạn chú ý, chỉ dùng một lần. Đấy là khẩu trang dùng một lần mà. Đấy, thì cũng cần phải chú ý cái đấy. Chứ còn nếu mà mua mà để tránh dịch nCoV thì lại không nên mua khẩu trang của Xiaomi. Đấy, còn tránh bụi mịn hay là tránh phấn hoa hay là tránh khói bụi ở ngoài đường thì là nên mua. Đó. Rồi, đấy là những cái tư vấn của mình dành cho bạn Hoài Đặng trong cái đợt mà dịch nó đang bùng phát lên như này. Và hãy chú ý rằng chúng ta tự phòng bệnh, ngăn chặn cho bản thân mình, còn không nên quá hoang mang và đừng bao giờ tin vào những cái, mình cũng chả bao giờ tin vào bất kỳ thông tin gì ở trên mạng đâu. Chẳng qua là mình đọc và mình tự cảm nhận thấy rằng là thông tin nào nó đúng mình chắt lọc thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Anh Đức bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi Redmi 5 Pro có sạc nhanh thì có hại pin hay không? Mong anh trả lời, em cảm ơn. Redmi 5 Pro thì cái sạc nhanh của nó cũng là cái sạc 20W thôi, sạc VOC 3.0. Thì sạc VOC thì các bạn biết rồi đấy, VOC rất nổi tiếng với sạc nhanh, thậm chí là VOC cái sạc nhanh của nó mình đánh giá còn tốt hơn là cái sạc nhanh của Qualcomm cơ. Và ở trên thế giới thì các reviewer khác họ cũng đã công nhận, hoặc là những nhà hoạt động công nghệ khác thì họ cũng đã công nhận rằng là sạc VOC là an toàn hơn so với những cái sạc khác. Bởi vì Oppo thì đúng là nổi tiếng nhất với cả cái này rồi, thì các bạn không cần phải lo lắng đâu. Các bạn tưởng tượng như này nhé, nếu các bạn nghĩ rằng là cái sạc nhanh ấy nó gây hại pin đi, ví dụ như thế, giả sử như bây giờ bạn cứ để ý như thế, bạn dùng điện thoại khoảng 2 năm bạn dùng với sạc chậm, bạn chấp nhận dùng sạc chậm để cho nó đỡ chai pin, pin của bạn bị chai 10%, thế mình dùng cái sạc VOC ngày nào mình cũng được sạc nhanh, mình cũng dùng trong 2 năm mình bị chai khoảng 15%, nghĩa là mà bạn tiết kiệm hơn mình khoảng 5% pin trong vòng 2 năm đó.
Vậy để giải quyết vấn đề gì? Trong khi đó một viên pin kể cả nó có bị chai đi, nó có bị phồng đi chăng nữa, thay hết có vài trăm nghìn thôi. Vài trăm nghìn nhân với 5% của cái vài trăm nghìn đấy thì bạn sẽ tiết kiệm được khoảng bao nhiêu? Tiết kiệm là 10.000 trong vòng vài năm mà. Để giải quyết vấn đề gì? Chả giải quyết vấn đề gì cả. Mà trong khi đó chúng ta không được trải nghiệm công nghệ mới nhất. Đấy. Vậy nên là cá nhân mình nghĩ là bạn cứ thoải mái trải nghiệm công nghệ đi, không cần lo lắng đến việc là nó có bị hại pin hay không. Và kể cả sạc pin cũng thế, mình đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi, không cần phải nghe bất kỳ một cái reviewer nào ở trên mạng nói lý thuyết rằng là phải sạc từ mấy giờ đến mấy giờ. Chúng ta thích lúc nào là chúng ta sạc lúc đó. Đấy, đấy là quan điểm của Dương Dê là như thế. Tính thực dụng phải là đặt lên hàng đầu, chứ Dương Dê không phải là người lý thuyết hay là chỉ có nhìn vào thông số như các reviewer khác, mà chỉ đọc thông số ra, làm một cái video ngắn khoảng 4-5 phút ở trên mạng review qua loa, thế thì ai cũng làm được hết. Đấy, đấy là mình nói thật luôn. Nên là đấy là cái quan điểm của mình. Đấy, còn chúng ta cứ sử dụng thoải mái đi nhé, không phải lo lắng gì đâu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anna Quinson. Bạn hỏi là: anh tư vấn hộ em con Google Pixel XL hay là cố thêm để mua iPhone 7 Plus. Thực ra là ngày xưa là bên ClickBuy là họ đã bán Google Pixel 2 XL với mức giá là khoảng 5,7 triệu. Nhưng bây giờ thì hết hàng rồi. Con đó là hàng mới tinh luôn đấy nhá. Mình bảo là các bạn hãy mua con này đi, bởi con này ngon lắm. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng là nó không ngon thì các bạn không mua. Đấy, nhưng mà các bạn phải tưởng tượng là chúng ta đã mua được một sản phẩm với bộ loa két này, với màn hình thì là màn hình 2K này, với khả năng kháng nước kháng bụi này, chip 835 này, pin 3500 là đủ dùng này, cập nhật phần mềm thì vô cùng lâu dài này. Với tất cả những cái điều đó thì Google Pixel 2 XL là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là cũng hợp lý chứ. Nhưng mà nếu mà so sánh sang với iPhone 7 Plus ấy, thì mình chỉ so sánh thật nhanh như này cho các bạn thôi nhé. Vì tất cả mọi sự so sánh thì nó đều là mang tính chất tham khảo. Ví dụ chúng ta so sánh về thiết kế đi thì thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người. Nhưng mà màn hình thì Google Pixel 2 XL màn hình 2K sẽ hơn. Hiệu năng thì cũng xem với nhau. Đấy, nhưng mà Pixel 2 XL mình nghĩ là có phần nhìn hơn một tí đấy, về mặt tối ưu đấy. Về camera thì Pixel 2 XL với iPhone 7 Plus thì Pixel 2 XL sẽ nhìn hơn ở cái camera chính, nhưng mà về cơ bản thì iPhone 7 Plus sẽ đa dụng hơn. Đấy, đặc biệt là trong cái việc chụp ảnh chân dung. Google Pixel 2 XL thì cũng có giả lập chụp ảnh chân dung, nhưng mà nó không thể tốt bằng cái camera tele của iPhone 7 Plus để chụp ảnh chân dung được. Đấy, hay là thời lượng pin thì iPhone 7 Plus mình nghĩ là sẽ có phần nhìn hơn. Pixel 2 XL 3500 chưa bằng iPhone 7 Plus đâu. Đấy. Nhưng mà sạc thì lại nhanh hơn, chẳng hạn sạc của Google Pixel 2 XL lại nhanh hơn. Đó, rồi là kháng nước kháng bụi thì cả hai con đều có, loa kép ở bên ngoài thì cả hai con cũng đều có. Đấy. Thì nếu mà so sánh thì nó chỉ là đều là khập khiễng cả thôi, nhưng mà để đưa ra quyết định chọn mua ấy, thì chúng ta phải ý đến hai điều này: các bạn cần Android hay các bạn cần iOS. Đấy, và đặc biệt nữa là các bạn cần một sản phẩm sửa chữa dễ, linh kiện thay thế nhiều và giá trị sửa rất rẻ như là iPhone 7 Plus, hay là các bạn muốn mua một sản phẩm sửa chữa khó như là Google Pixel 2 XL, nhưng mà đánh đổi lại chúng ta sẽ có những trải nghiệm về Android gần như là mượt mà nhất. Đấy, thì các bạn phân vân mỗi hai điều đó thôi. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thụy Nguyễn. Bạn hỏi là: anh Dương Dê ơi, sao pin iPhone 4S của em báo 2% pin lại sập nguồn và sạc lên thì không thấy hết pin, do pin hay do máy mong lên sóng? Thế này là máy các bạn bị lỗi pin ảo rồi, nghĩa là đang ở 2% pin mà tự nhiên bị sập nguồn nên lỗi pin ảo rồi, và mình nghĩ là bạn nên đi thay pin đi, đấy là cách tốt nhất bây giờ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Nguyễn. Bạn hỏi là: em có dưới 3 triệu thì nên mua điện thoại gì, với các nhu cầu đó là chơi game Free Fire, camera không quan trọng lắm. Em nên mua điện thoại gì? Em đang chú ý đến con Vsmart Joy 2 Plus, mong anh tư vấn, và em chỉ mua hàng chính hãng. Với việc bạn chỉ mua hàng chính hãng thì mình đưa ra đây cho bạn hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất đó là Nokia 5.1 Plus, con này thì chạy chip Helio P60, nó sẽ chơi game tốt hơn là Vsmart Joy 2 Plus đấy. Camera bạn không quan trọng lắm thì nó cũng ở mức độ bình thường thôi. Sự lựa chọn thứ hai đó là con Asus Zenfone Max M2 nhé. Con này thì chạy chip Snapdragon 632. Đấy, RAM 4 bộ trong 64 thì RAM với ROM của nó thì nó cao hơn là cái con Nokia 5.1 Plus kia. Đấy, thì bạn có thể tham khảo một trong hai con, thì hai con đó thì chơi game Free Fire sẽ tốt hơn là con Vsmart Joy 2 Plus. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ngọc Đàm. Bạn hỏi là: năm mới chúc anh Dương sức khỏe, cảm ơn bạn. Em tính mua iPhone 8 Plus thì liệu còn chiến game ngon trong vòng 1 hay 2 năm nữa được hay không? Với nhu cầu của em là chơi game nặng. Chơi game nặng ấy thì thực ra là iPhone 8 Plus mình nghĩ là chắc phải đáp ứng hết trong năm nay thôi, một năm thôi là được, chứ còn 2 năm thì mình nghĩ là hơi quá sức đối với iPhone 8 Plus. Thế tuy nhiên là nếu mà bạn muốn chơi game nặng được lâu dài hơn ấy, nếu mà cố lên được thì nên cố lên iPhone 10R, bởi vì là cái khoảng cách giá giữa iPhone 10R với iPhone 8 Plus cũng không quá nhiều đâu. Nếu như mình biết thì giá của iPhone 10R các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhé, tại ClickBuy đang được bán với mức giá là khoảng 10 triệu 6
hay 10 triệu 7 gì đấy. Đấy, nhưng nếu mà chỉ để chơi game, bạn không quá quan trọng đến vấn đề sóng sánh hay là lắp sim ý, thì bạn có thể mua iPhone 10 Lock mà giá cũng loanh quanh tầm trên dưới 8 triệu gì đấy. Đấy, mua iPhone 10 Lock sẽ là sự lựa chọn hiệu quả hơn. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua nhé, để chơi game. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Dương Anh Tuấn. Bạn hỏi là giờ em có 12 triệu đổ xuống, em cần một con màn hình tốt nhất, cao đa xị, chủ yếu là cầm cho sang, em không chơi game, anh tư vấn giúp em cảm ơn. Nếu thế thì mình đưa ra đây cho bạn hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất, đấy là con Galaxy S10 Plus. Con này mình thấy là màn hình nó rất là đẹp, camera của nó khá đẹp, và nhìn cầm lên nhìn cũng tương đối là sang chảnh đấy, S10 Plus mà. Đấy. Và một cái sản phẩm thứ hai nữa là mình nghĩ đến, đó chính là OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 Pro thì đây là một sản phẩm có màn hình 2K tần số quét 90Hz cũng rất là đẹp. Camera của nó thì lại ở mức độ bình thường thôi. Đấy, nhưng mà con đó thì lại là hàng mới, bạn cũng có thể tham khảo qua con đó, và cái trải nghiệm giao diện của nó thì rất là mượt mà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Nguyễn Nam. Bạn hỏi là em đang phân vân giữa Remix và Vsmart Live, mong anh tư vấn giúp em. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì mình thấy là như này, thiết kế mình thấy là thiết kế của Remix sẽ đẹp hơn, màn hình Remix cũng sẽ đẹp hơn, hiệu năng thì Realme X cũng sẽ tốt hơn, camera Remix cũng sẽ nhỉnh hơn nhưng lại không có camera góc rộng bằng Vsmart Live. Thời lượng pin thì Vsmart Live sẽ nhỉnh hơn một tí ti, nhưng sạc thì Remix lại tốt hơn. Đấy, vân tay bên trong màn hình của Remix nhạy hơn. Nếu mà là mình thì mình sẽ lựa chọn Realme X chứ không lựa chọn Vsmart Live. Còn tất nhiên là Vsmart Live là sản phẩm đáng mua nhất, nhưng ở đây là đáng mua nhất trong phân khúc hàng chính hãng. Chứ còn nếu mà so sánh sang với một sản phẩm sách tay như là Realme X thì Vsmart Live không bằng được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn PL Game for Life. Bạn hỏi là anh ơi, trong tầm giá dưới 4 triệu thì nên lựa chọn LG G7 ThinQ để chơi game đã hợp lý hay chưa anh? Mình thấy là LG G7 ThinQ tối hóa cho việc chơi game không tốt, và admin khai bên mình đã có bài test game rồi. Và nếu mà trong tầm giá dưới 4 triệu này để lựa chọn chơi game thì mình sẽ lựa chọn con Xiaomi Mi 8 cũ, bởi vì đều là hàng cũ cả mà, thì mình sẽ lựa chọn Mi 8 cũ. Thứ nhất, Mi 8 cũ pin trâu hơn LG G7 một tí. Thứ hai nữa là cũng là với chiếc 845 đấy, nhưng mà cái con Mi 8 ấy thì nó được tối ưu hóa tốt hơn và thể hiện khả năng chơi game ngon hơn là LG G7 ThinQ. Đấy, mình sẽ không lựa chọn LG G7 ThinQ để chơi game. Nhưng nếu mình lựa chọn mua một sản phẩm để giải trí này, ví dụ như LG G7 ThinQ có thể đáp ứng được cho mình các yếu tố, ví dụ như là màn hình 2K này. Đấy, rồi là nghe nhạc rất hay này, có kháng nước kháng bụi này, và camera của nó là cực tốt ở trong tầm giá, thì mình sẽ lựa chọn LG G7 ThinQ là như vậy. Đấy, với các yếu tố đó. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu hỏi đến từ bạn review game NDT. Bạn hỏi là con có gần 1 triệu định mua con i7 Pro hoặc cái i7 Pro Max và với cả thêm gì nữa, tính mua sạc dự phòng vì con đang dùng iPhone 7, mong chú trả lời. Mình thì mình có tham khảo giá của i7 Pro Max tại bên chơi hay, nó đang loanh quanh tầm khoảng 700 trên dưới 700 nghìn. Đấy, thì như vậy là bạn còn có khoảng 300 nghìn nữa. Nếu bạn mua i7 Pro thì bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. i7 Pro hình như là khoảng 500-600 thì phải. Bạn có thể tiết kiệm khoảng 500 nữa. Thì với mức tiền đó thì thực ra là mua thêm cái gì để cho nó tròn 1 triệu thì mình nghĩ là bạn nên mua một cái sạc Loka K6. Sạc Loka K6 này thì bên chơi hay họ cũng bán ấy. Và đây là một cái sạc rất là đa năng, mình đã làm một video về cái sạc đó rồi. Sạc này thì nó có sạc không dây nhá. Sạc không dây bạn có thể sạc cho i7 Pro và i7 Pro Max được. Đấy. Với cả sạc không dây cho cả điện thoại thoải mái nhé. Sạc này có dung lượng là 10.000 mAh rồi, nhưng mà cái hiệu suất thì mình nghĩ chắc chỉ được khoảng 67% thôi. Nó sẽ có 3 đầu vào và 4 đầu ra. 4 đầu ra thì trong đó có một đầu ra là sạc không dây, một đầu ra là Lightning, một đầu ra là Micro và một đầu ra là USB Type-C. Và cả 3 đầu vào của nó thì cũng là Lightning, Micro và USB Type-C. Rất hay luôn. Con đó là cái con sạc dự phòng mình nghĩ là đa năng nhất và đáng mua nhất bây giờ đấy. Đấy. Và như vậy là câu hỏi của bạn review game cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.